sun and the flowers. Hello, chào anh em quay trở lại channel của Shopla, thích đồ cũ. Cũng gần tới Tết rồi, chắc là sẽ có khá nhiều anh em có nhu cầu là lắp đặt, thay thế hoặc là nâng cấp cái hệ thống âm thanh của mình. Thì cũng tiện đây thì mình cũng xin làm một cái video để mình giới thiệu một số cái mẫu loa cho xe hơi hiện tại anh em có thể lắp đặt và nâng cấp cho xe hơi, hoặc là anh em có thể dùng chính những cái cặp loa này để lên những cái cặp thùng để nghe gia đình chơi Tết. Đây, như anh em cũng thấy ở đây. Thì chốc nữa mình sẽ test âm thanh của nó trên chính những cái thùng này. Đó. Cũng trong video này mình cũng sẽ tư vấn luôn với anh em là những cái xe nào, những cái thiết bị nào, những cái đầu phát nào thì nó sẽ phù hợp và nó có thể lắp đặt được những cái bộ loa nâng cấp này. Mặc dù là những cái bộ này công suất rất là cao. Mình sẽ tư vấn kỹ cho anh em, mình sẽ giải đáp cho thắc mắc cho anh em trong cái video ngày hôm nay luôn. Rồi, anh em chú ý theo dõi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua một số cái thông tin về cái những cái cặp loa này. Sau đó là mình sẽ tư vấn xem là những cái thiết bị là hoặc là những cái đầu phát nào thì nó phù hợp ha. Thì đầu tiên đó là cái mẫu loa như ở trên tay mình đang cầm đây. Đây là cái mẫu Infinity Primus 603F. 603F là mẫu loa đồng trục nha anh em. Loa đồng trục là như thế nào? Loa đồng trục thì nhiều anh em biết rồi, nhưng nhiều anh em có thể cũng chưa có rành lắm. Đó là loa đồng trục, tức là loa toàn giải, trong đó cái chép được thiết kế ở nằm chung cùng một cái trục với loa mid-bass. Đó nên người ta gọi là đồng trục, và nó có thể phát ra cả ba giải. Nó sẽ ưu việt hơn cái loa toàn giải nha anh em. Nó sẽ ưu việt hơn cái loa toàn giải. Lý do là cái chép của nó là chép riêng, nên là nó sẽ thể hiện được cái giải tần cao hơn là một cái màng loa, cả một cái màng loa để thể hiện cả ba giải. Tức là hai cái loa lớn này nó sẽ thể hiện cái giải mid-bass, còn cái loa nhỏ này nó sẽ thể hiện cái giải chép. Thì như vậy ấy, thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ chuẩn hơn và nó chi tiết hơn là một cái loa mà nó sẽ có thể hiện cả ba cái giải trên một cái màng loa. Như vậy thì sẽ rất là khó, trừ những cái loa mà rất mắc tiền ha. Thì đó. Rồi, đây là cái mẫu 603F nha anh em. Ngoài ra thì anh em cũng thấy là một cái mẫu loa tương đồng cũng có mã tương tự, đó là cái mẫu là Primus 603CF. Đây, 603CF. Nó khác biệt gì? Hai cái chữ CF và cái chữ F nó khác biệt gì? Đó là cái mẫu 603F này á, thì nó lại không phải là loa toàn giải. Xin lỗi anh em. Nó lại không phải là loa đồng trục, mà nó là loa thành phần. Tức là ở cái hãng họ gọi là component á, thì nó sẽ bao gồm là, tại sao lại gọi là thành phần? Tại vì á, nó sẽ bao gồm là ba cái thành phần chính. Thứ nhất là một cái loa mid-bass. Đó. Thứ hai là một cái loa chép. Loa chép này nó gắn rời, nó không gắn đồng trục ở trên cái thân của loa mid-bass nha anh em. Và thứ ba là một cái cụm phân tần mini. Cụm phân tần mini thì tùy cái cặp loa mà nó lớn hay nhỏ, hoặc là nó tùy cái hãng thiết kế, thì cái cụm phân tần này thì nó chỉ gắn cho cái loa chép thôi, còn cái loa mid-bass này họ không có gắn. Tuy nhiên một số thông thường thì anh em sẽ thấy là cái cụm phân tần đó, nó sẽ có hai ngõ ra, là một ngõ vào đây và hai ngõ ra. Đó là một cái ngõ vào cho ngõ ra cho chép và một cái ngõ ra cho bass. Đó, thì thông thường là vậy. Nhưng mà tuy nhiên ở cái cặp loa 603CF của Infinity này thì cái hãng họ lại làm là chỉ có cái cụm phân tần mini này chỉ cho cái loa chép thôi nha anh em. Ở cái loa bass thì nó không gắn gì hết. Nó sẽ mấu trực tiếp vào trong cái cọc loa của cái loa bass luôn. Đó, loa bass nó sẽ đánh tín hiệu trực tiếp luôn ha. Tín hiệu full luôn. Rồi, thứ ba nữa là chắc là anh em cũng không còn lạ lẫm gì với lại cái mẫu này nữa rồi. Mình đã giới thiệu trên kênh rất chi là nhiều luôn. Đây là cái mẫu loa 16cm của JBL màng carbon, có mã là 605CSQ. Mẫu này thì là loa mid-bass. Loa này thì sẽ anh em sẽ cần phải gắn thêm phân tần và chép rời. Nó cũng sẽ tương tự như cái này thôi, tương tự như cái bộ phần như thế này thôi. Đó, ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào đi giới thiệu cho anh em ba cái mã này. Ngoài ra thì bên mình cũng sẽ còn một số cái mã, nhưng mà mình sẽ làm ở một cái video khác ha. Mình sẽ giới thiệu sau. Đó là mình sẽ lướt qua như thế này. Đó là cái mẫu 608C. Mẫu này thì là không có hộp nha anh em. Mẫu 608C mid-bass. Đó. Rồi,
mẫu 607C. Stage 607C. 607C thì nó cũng bao gồm phân tần và cái cụm chép như thằng 603CF đó. Rồi, Sony mình đã giới thiệu ở trên kênh rồi này. Sony hai đường tiếng này. Đó, là cũng bao gồm là chép, phân tần và loa midbass. Đó. Loa này thì còn nguyên bộ nha anh em. Cái nào còn nguyên bộ thì mình sẽ nói nguyên bộ, mà cái nào loa rời thì mình sẽ nói loa rời nha. Loa rời thì mình thường thường mình sẽ ghi là 99%. Rồi, ngoài ra thì bên mình cũng sẽ còn một số cái cặp loa phân khúc nó thấp hơn. Phân khúc Sony ES Mobile là Mobile ES là một cái dòng cao cấp nhất của Sony hiện tại. Thì những cái dòng như là dòng XS này thì nó sẽ thấp hơn, bình dân hơn chứ không phải là giá rẻ. Đó, loa, đây là loa đồng trục nha anh em, loa đồng trục nha. Đó, thì chắc là mình sẽ làm một cái video sau. Còn ngày video ngày hôm nay mình sẽ chỉ tập trung vào giới thiệu ba cái mẫu này. Đó là 603F, 603CF và 605CSQ. Đó, ở cuối video mình sẽ test âm thanh cho anh em ở hai cái mẫu, đó là cái 603F và 605CSQ. Còn cái 603CS thì mình xin phép là hẹn mình sẽ test ở cái video sau ha. Mình sẽ phải chia ra, tại vì cái thời lượng test âm thanh để anh em nghe chuẩn được thì sẽ khá là dài. Và cũng lưu ý luôn một điều, đó là anh em nên đeo tai nghe. Nên đeo tai nghe để mà nghe thử được, khi mà cảm nhận được là cái âm thanh khi mà thu qua cái video thì nó sẽ, tất nhiên là nó sẽ không được 100% đâu, nó sẽ còn được từng 70-80% thôi, ở ngoài thôi. Nhưng mà anh em đeo tai nghe thì nó sẽ cảm nhận được 70-80%. Còn nếu như anh em mà không đeo tai nghe mà nghe qua điện thoại chắc chỉ được 3-4% à, nó sẽ mất hết. Đó, nên là lưu ý với anh em là như vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ phối hợp cái 603F để cho anh em xem thử xem là cái bên trong cái bộ 603F này nó có những gì ha. Thêm một cái ý nhỏ mà mình muốn chia sẻ với anh em như thế này, tất cả những cái sản phẩm mình đều có khui ra kiểm tra nha anh em, tức là loa về mình sẽ khui ra kiểm tra hết và mình sẽ dán một cái tem gọi như là cái tem niêm phong của bên mình như thế này. Anh em lưu ý khi mà nhận hàng á thì anh em vui lòng quay video lại khi mà nhận hàng, khui hàng để mình sẽ có thể hỗ trợ được tốt hơn khi mà có vấn đề xảy ra. Ví dụ như lỗi anh em có video khui hàng thì nó cũng sẽ ok hơn. Còn nếu như mà anh em khui ra để lâu rồi anh em không khui mà rồi, hoặc là mấy ngày sau anh em mới báo lại mình thì mình cũng sẽ khó mà hỗ trợ anh em được lắm. Tất cả các sản phẩm không riêng gì là loa cánh ha, tất cả đều như vậy. Nên là anh em lưu ý là cũng nên tập cái thói quen là nhận hàng một cái sản phẩm mà có giá trị thì nên khui quay, nên quay video khui hàng lại để dễ xử lý sau này ha, bất kể shop nào cũng vậy. Rồi, ok anh em ha. Vừa rồi anh em cũng đã xem được là cái nội thất cũng như là cái loa, cái hình thức của cái loa 603F này nó có cái gì rồi ha. Thì mình sẽ chia sẻ thêm một số cái thông tin cơ bản thôi để cho anh em nắm được. Cái loa này thì cái công suất cực đại của nó là 150W và cái công suất RMS, tức là nó đánh liên tục á, là 50W. Đó, cái độ nhạy của loa thì ở 92 dB. Độ nhạy của loa là 92 dB, cái độ nhạy khá như là cao ha. Độ nhạy, với cái độ nhạy này thì anh em có thể sử dụng cái đầu Zin, đầu Android hoặc là bất kỳ những cái đầu theo xe nào đều được hết. Tất nhiên là anh em nâng cấp âm ly thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình đang nói ở khía cạnh đó, là anh em khi mà anh em gắn cái cặp loa này đó, do cái độ nhạy của nó cao. Thứ hai nữa là cái trở kháng nó thấp, độ trở kháng của loa này chỉ có 3 ohm thôi. Thì nó có thể chơi ngon lành luôn, không cần phải lăn tăn vấn đề gì hết về cái việc mà có phải nâng cấp âm ly để cho nó gánh được hay không. Đó là anh em an tâm ha. Đó, mình chia sẻ như vậy. Và thực tế chứng minh ở rất nhiều khách hàng của mình đã gắn những cái cặp loa của JBL như thế này. Độ nhạy của nó JBL họ làm khá là cao.
Thêm nữa là cái trợ kháng họ có vẻ như họ làm để ăn gian cái công suất thì phải. Rồi họ làm cái trợ kháng khá gì là thấp, đó là 3 ohm, 2.5 ohm. Đó, nên là tiếng của nó mặc dù mở bằng cái đầu zin nhưng mà rất chi là ok, rất chi là lớn luôn. Đó. À, loa này thì vẫn có kích thước chuẩn của nó, đó là 6.5 inch, tức là 16 cm. Thì kích thước để khoét để mà bắt ốc như thế nào thì chắc là mình sẽ chèn ở trên màn hình để cho anh em tham khảo cho nó dễ ha. Còn về đánh giá chi tiết cái loa này thì chắc là mình sẽ không có đánh giá chi tiết nữa. Với cái cặp 603F này kết hợp với một cặp loa bass, kể cả là cặp 603CF hoặc là cái cặp 6532, chắc là anh em nghe thử thì anh em cũng sẽ thấy là rất dư rồi. Thực sự mà nói là khẳng định là rất dư và rất khác biệt so với lại khi mà anh em dùng cái loa zin. Đó là mình khẳng định một điều 100% là như vậy, đảm bảo với anh em là khác biệt hơn rất rất nhiều so với loa zin. Đó anh em cứ thử đi. Cái loa đồng trục á thì thường người ta lắp đặt ở đâu? Thông thường á thì một số cái dòng xe phổ thông không có chỗ gắn chép ở cột B, tức là cái cánh cửa sau á, nên là anh em thường hay gắn loa đồng trục ở cánh sau, cánh cửa sau để cho nó tiện. Tức là anh em không phải đục khoét, không phải làm gì hết, anh em chỉ cần thay cái loa cũ đi là xong. Đó, thông thường là vậy. Tuy nhiên một số khách của mình vẫn có cái sở thích, đó là muốn mạnh bạo hơn, muốn ok hơn, muốn bass nó mạnh mẽ hơn, thì họ chấp nhận cái việc là độ chế cái chép lên cái cột chữ A. Thì họ sẽ lấy cái loa thành phần như thế này, thành phần như thế này, rồi độ chép rời lên cái cột chữ A. Ví dụ chép nhỏ quá, họ muốn tăng chép thì muốn mua cái chép khác chẳng hạn, thay thế chẳng hạn. Đó nó cũng dễ dàng hơn. Thì khi mà loa đồng trục này anh em thay 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 là phải thay cả đó, nó sẽ tốn kém chi phí đó. Nhưng mà mỗi cái thì nó sẽ có một cái ưu nhược điểm riêng, nên là anh em cân nhắc khi mà lựa chọn. Rồi vấn đề thứ ba đó là lắp đặt. Lắp đặt có khó không? Thì xin thưa với anh em là cái loa đồng trục lắp đặt cực kỳ đơn giản luôn. Lắp đặt anh em chỉ việc tháo loa cũ ra, thay cái jack. Tức là khi mà cái loa này á, em mình sẽ có tặng kèm cho anh em một cái jack, anh em chỉ việc cài cái dây vào cái loa thôi, và anh em nối với cái dây cũ của loa cũ, vậy là xong. Tuy nhiên một số xe có thể, một số nha, mình xin nhắc lại là một số xe có thể có cái khác biệt về cái chân ốc hoặc là khác biệt về cái lỗ khoét của loa. Ví dụ như là cái lỗ nó rộng hơn một xíu, hoặc là cái chân ốc của nó là chân ốc 3, trong khi cái này là chân ốc 4, thì anh em buộc phải chế hoặc là có thể mua một cái pad dưỡng, người ta gọi là cái pad dưỡng, pad đệm cánh xe, loa cánh á. Anh em có thể sờ trên Shopee cũng được, nó mình sẽ chèn trên này, nhìn anh em nhìn trên màn hình cho dễ. Thì giá đâu đó nó cũng chỉ mấy chục ngàn một cặp thôi. Mình không thể đặt hết về để đặt về để gửi kèm cho anh em được. Lý do anh em cũng biết là trên thị trường hiện tại có rất rất nhiều cái dòng xe, và mỗi dòng xe thì nó có một cái part nó khác nhau, một cái thiết kế nó khác nhau, nên là sẽ không thể nào mà làm hết tất cả được. Vì mình sẽ không thể nhập hết tất cả các dòng xe về để cho anh em, để phục vụ anh em được. Đó anh em cũng thông cảm như vậy. Thì mình sẽ có tặng kèm jack nha, có tặng kèm jack. Rồi anh em chỉ việc thay như vậy thôi. Còn nếu như anh em mà lười mà không muốn lắp đặt thì anh em cũng có thể ra gara gần nhà hoặc là gara quen gì đó, anh em có thể nhờ họ lắp đặt, cũng tốn phí mấy trăm ngàn gì đó. Thì cái đó là chuyện đương nhiên, họ làm bỏ công thì họ sẽ phải thu phí thôi. Nhưng mà nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc là anh em đi ra gara và đặt họ lắp đặt một cái combo âm thanh rồi sửa ấy này, mấy chục, nói chung là cũng từ mười mấy đến ba mấy bốn mấy á. Thì cho anh em đi xe thì anh em cũng sợ, anh em cũng biết thôi, giá của mình bên mình thì bao rồi, nên là không có phải sợ gì hết ha. Rồi về âm thanh thì chắc là chốc nữa anh em hãy cùng nghe thử xem là cái âm thanh của nó như nào. Mình sẽ không nói về âm thanh, tại vì mình có test âm thanh nên là mình sẽ để anh em tự cảm nhận ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái mã đó là 603CF. 603 lưu ý nha, 603CF, như mình đã nói từ đầu, 603CF tức là nó sẽ có chép, phân tần mini và loa bass rồi. Rồi, bây giờ anh em cùng xem thử xem là cái ở bên trong cái thùng 603CF này có gì nhé.
603CF này cũng là một cái mã có vẻ như họ nhà sản xuất Infiniti họ thiết kế để đi chung với trung bộ với lại cái 603F. Hai cái này nó khá là tương đồng về thiết kế cũng như là những cái thông số kỹ thuật. Thì cái chỉ khác một xíu đó là cái công suất tối đa của cái 603CF này, thì cái loa nó rời và nó công suất nó cao hơn một xíu, nó nhỉnh hơn một xíu, đó là cái công suất cực đại nó lên 180W, và cái RMS công suất đánh liên tục á thì nó chịu được là 60W khi mà đánh liên tục ha. Còn lại mọi cái thông số từ cái kích thước, từ cái độ nhạy vẫn là 92 dB, và cái trở kháng vẫn là 3 ohm, nói chung là thông số nó y chang nhau, nó không khác biệt gì hết, nên là mình sẽ không nói nhiều về cái này. Thì tuy nhiên là cả hai cái con này đều dùng cái chép là chép màng lụa nên tiếng khá gì là hay nha anh em, tiếng khá gì là sắc sảo và hay, nói chung nó mượt đó, mượt mà. Thì ở trên như anh em thấy ở trên cái video khui hộp á, thì anh em sẽ trong hộp thì nó sẽ có kèm một cái bịch như thế này. Bịch này là cái bịch phân tần cho chép nha anh em, nó sẽ không có đường vào cho cái loa bát đâu, tức là nó sẽ móc từ đường loa chính này, nó đi thẳng vô cái chép, mà nó chỉ làm cho cái chép thôi, nó chỉ phân tần tách tần số cho cái thằng chép thôi, nó cản cho thằng chép thôi, còn cái loa này thì nó sẽ đánh full luôn nha anh em. Đó thì khác biệt của nó là như vậy đó. Riêng cái cặp này thì do là lý do là nó full box, với lại mình cũng đang khá là bận nên mình sẽ chưa thể khui để mình lắp đặt lên trên cái thùng để mà test được. Mình sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách là đang tận dụng cái thùng đã lắp sẵn cái cặp 605 rồi, nên là mình sẽ test chung cái cặp 603F với lại cái cặp 605. Còn cái ghép cặp 603F thì hẹn anh em ở một cái video sau ha. Thì mình sẽ ghép cho anh em nghe thử xem như thế nào. Thì chắc chắn một điều là 603F sẽ không bao giờ mà bằng cái 605 rồi. Nhưng mà vì sao nó không bằng thì chốc nữa mình sẽ nói sau với anh em. Còn lại cái việc lắp đặt hay là cái gì khác, những cái thông tin khác thì cũng như tương tự như là cái 603F thôi, nó không khác biệt gì hết. Nếu như một số dòng xe thì vẫn sẽ cần một cái bắt giữa, còn đa phần là không cần đâu. Đa phần xe đời mới hiện tại nó làm cái bát cũng rất là tiện, mình nghĩ là không cần đâu. Đó. Hoặc nữa nhá, mình sẽ chèn trên này cho anh em thấy này. Một số cái ra họ làm không cần, để anh em không cần order cái dưỡng bằng cách đó là ra cái chỗ tiệm CNC á, cái chỗ mà xưởng mộc á, thì kêu họ cắt trong cái tấm tròn đó như anh em hình anh em thấy á, thì bắt cái loa vào. Bây giờ anh em có cái tấm đó thì anh em bắt loa nào cũng được, bắt xe nào cũng được, chả quan trọng. Đó, và nó lại kín nữa, nhiều khi nó lại còn ok chắc chắn hơn rất nhiều so với lại anh em đặt một cái miếng nhựa anh em bắt vài lần nghĩa là tét ốc ra ha. Còn cái miếng tròn thì anh em bắt ví dụ như lần ốc cái chỗ này hoặc là bị tét cái gỗ cái lỗ chỗ này thì anh em có thể bắt sang chỗ khác, không quan trọng, không vấn đề gì hết, bắt chỗ nào cũng được. Đó, hiện đây thì mình sẽ báo giá luôn với anh em là cái giá của hai cái bộ này như thế nào. Mình sẽ báo giá hai cái bộ trước ha, tại vì cái bộ 605 thì anh em quá quen rồi, anh em cũng biết giá rồi. Cái bộ 603CF này có full box như thế này, có giá là 2.300.000 một bộ như thế này, bao ship nha anh em, 2.300.000 một bộ bao ship. Và cái bộ 603F như thế này full box thì giá là 1.700.000 bao ship. Tất cả những cái loa cánh thì bên mình là yêu cầu ship chuyển khoản nha anh em. Còn những cái khách thân quen thì mình sẽ không cần chuyển khoản, nhưng mà chỉ khách thân quen thôi ha. Còn anh em mới thì vui lòng chuyển khoản hết cho mình, chuyển khoản đủ cho mình ha, mình mới ship được. Cũng gần Tết rồi, anh em thông cảm dùm ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ sang cái giới thiệu lại cái 605 để chốc nữa anh em có thể nghe thử và anh em cảm nhận được xem nó như thế nào, có đúng như lời mình nói hay không. Trở lại với cái mẫu loa 605 CSQ này thì mình xin nhắc lại một số cái thông tin cơ bản ha. Cái kích thước của nó thì vẫn là như vậy thôi, vẫn là 6.5 inch, và cái đường kính của nó là 16 cm, lắp vừa hết tất cả các xe phổ thông đó. Thì tuy nhiên thì cái công suất của nó khác biệt khá là nhiều, có sự chênh lệch khá là nhiều so với lại hai cái mẫu vừa rồi mình giới thiệu, đó là cái mẫu 603CF và cái mẫu 603F ha. Thì cái công suất của nó, đây mình sẽ chèn trên 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 màn hình cho anh em xem cho nó dễ ha. Thì
cái công suất maximum của nó, tức là nó chịu đựng tối đa, công suất chịu đựng tối đa trong thời gian ngắn đó là 285W nha anh em. 285W rất chi là cao. Và cái công suất mà nó đánh liên tục đó là 95W. Đó, RMS đó là 95W. Thì với cái công suất này á, thì anh em cũng đủ biết là nó khác biệt gì so với lại hai cái mẫu vừa rồi rồi ha. Và thứ hai nữa, cái khung của nó thì không có thiết kế bằng kim loại giống như là cái hai cái mẫu 603F và 603CF, mà cái khung của nó là bằng nhựa cứng nha anh em. Nhựa cứng đó, và cầm vào rất chi là chắc chắn, không có mỏng như là cái thép. Và khi mà nó có một cái đặc điểm rất chi là hay như thế này mà mình rất chi là thích. Ví dụ như mà anh em có lỡ tay mà ví dụ như va chạm mạnh hoặc là như thế nào đó, nó cũng sẽ không bị cong vênh, và không cong vênh cái khung loa, cái xương loa thì nó sẽ không ảnh hưởng tới chất âm, nó không ảnh hưởng một xíu gì hết. Ví dụ như anh em có lỡ tay làm rớt hoặc là rớt nhẹ chẳng hạn thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới cái chất âm, với lý do là cái nhựa này nó cứng, nó không có bị biến dạng giống như là cái loa mà khung bằng thép anh em làm rớt hoặc là anh em va chạm hoặc là anh em bị ép gì đó, bị chèn gì đó là cái khung của nó biến dạng liền, biến dạng và chắc chắn là sẽ bị cạ coi hoặc là nó không nghe được nữa. Đó, đó là cái điểm đặc biệt hay ở cái loa khung nhựa. Và cái thứ hai nữa đó là anh em cũng thấy này, em cũng thấy này là cái kích thước cụm từ của nó lớn hơn hẳn luôn. Kích thước cụm từ của nó lớn hơn hẳn và cái trọng lượng của nó lớn hơn hẳn luôn. Đó, đó là sự khác biệt rất là nhiều ha. Ngoài ra còn một cái điểm đặc biệt nữa mà tạo nên cái thương hiệu của nó đó là cái màng của nó. Cái màng của nó là màng carbon nha anh em. Màng của nó màng carbon. Đó, và chính nhờ cái màng carbon này cho ra cái âm thanh rất 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 ok luôn. Đó, thì chút nữa mình sẽ anh em sẽ nghe thử xem là cái âm thanh của nó như thế nào ha. Và mình nói không hoa đó là nhiều anh em khi mà gắn xong cái cặp này á, gắn xong cái cặp 605 CSQ này á, thường sẽ không có lên súp nữa. Đó, tại vì cái giải tần nó xuống khá là thấp, khá gì ok luôn. Đó, nên là anh em chút nữa anh em nghe thử ha. Nhớ đeo tai nghe nha anh em. À, rồi thì cái màng của nó là màng carbon nhưng mà gân của nó vẫn là gân cao su như bình thường nha anh em, và gân cái độ rộng gân thì nó lớn hơn một xíu so với lại cái 603F, và mình thấy là cái gân của nó cũng cao hơn, có vẻ như là cái hành trình của cái loa nó cũng, và cái chiều dày chiều cao nó cũng cao hơn nữa, nên là có thể là cái hành trình con coi nó sẽ cũng sẽ dài hơn, nên là nó sẽ cho ra được cái âm bass uy lực hơn. À, đó là cảm nhận, là đánh giá cá nhân của mình. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm, một nó có một nhược điểm như này, đó là loa này mình không có full box, tức là loa này mình chỉ có loa rời thôi. Tức là loa rời là như thế nào? Loa rời là loa như này, mình vẫn đảm bảo là loa chưa sử dụng luôn, dạng như loa line new á, nhưng mà nó không hộp, đó, nó không có hộp full box như thế này. Tuy nhiên thì mình vẫn có phân tần zin của nó, phân tần zin của nó cũng đảm bảo là chưa có sử dụng luôn. Đó, phân tần zin, đây là phân tần zin của 605 CSQ nha anh em, phân tần zin của nó. Tuy nhiên cái cặp chép thì mình lại không có chép của 605 mà mình có chép của 609. Đó, thì lâu nay mình vẫn ghép với cái chép của 609 và rất ok luôn, không vấn đề gì hết. Đó, trong cái bịch chép thì mình sẽ có tặng kèm cho anh em một cái cặp tụ, khi mà anh em không có nhu cầu mua phân tần để phân tần ra tách tiếng ra thì anh em có thể dùng cặp tụ này để nối với lại cái con chép này để mà tách tiếng, còn cho con này đánh full thì nghe cũng ok thôi, không vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như mà theo mình thì dùng phân tần nó sẽ ok hơn. Cặp chép GTO thì quá nổi tiếng rồi, anh em xem kênh của mình thì chắc cũng 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 quá rành rồi. Cặp chép này nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà đánh tiếng rất là sáng và hay luôn. Con này dùng từ neo, màng của nó là màng kim loại nha anh em, màng kim loại nha. Đó, chứ không phải là màng màng lụa như bình thường. Đó, thì một cái cặp loa. Vậy thì nếu như mà loa rời, nếu như mà cái 605 rời thì cái giá nó sẽ như thế nào? Có thể là nhiều anh em biết rồi, nhưng mà có thể một số anh em chưa chưa xem video cũ của mình thì cũng sẽ không biết. Nên là sẵn đây mình sẽ báo giá lại với anh em luôn. Thì một cái cặp loa 605 CSQ như thế này mình bán giá là 1.500.000 chuyển khoản bao ship ha. Và phân tần nếu như anh em lấy lẻ thì là 300.000 một cặp,
chép này là 180.000 một cặp, đã bao gồm tặng bao gồm tụ. Tổng cả một cái combo này, nếu như cả một combo này không vỏ, nó sẽ tương tự như thằng này, thì không không hộp á, nó sẽ tương tự như thằng này, thì tổng cả của nó là 1.980.000. Tuy nhiên khi mà anh em lấy cả cái combo như thế này đó, như trên hình, như anh em lấy ở trên hình nhá, thì mình sẽ tính giá cho anh em là 1.900.000 chuyển khoản bao ship. Đó đó là cái giá của cái combo này. Thì cũng mình chia sẻ về cái việc lắp đặt rồi, và cái chắc là anh em sẽ thắc mắc là cái loa 605ZQ này với cái công suất như vậy, với cái công suất cao như vậy, anh em chắc chắn là sẽ thắc mắc một điều là cái đầu zin theo xe nó có đánh được không, cái đầu Android nó có đánh được không. Thì chốc nữa mình sẽ trả lời bằng cách là dùng chính cái đầu zin của Kenwood này mình đánh cho anh em nghe thử. Tức là mình sẽ phát 4 loa luôn, 4 loa một lúc nha anh em, 4 loa một lúc. Mình sẽ mở test 4 loa một lúc để cho anh em nghe thử xem là cái này nó có đánh nổi không, và cái âm thanh của nó ra làm sao, nó như thế nào ha. Rồi ok, chắc là video này cũng đã khá chi là dài. Bây giờ mời anh em nghe thử một số cái bản nhạc. Mình sẽ mở khá chi là nhiều thể loại nhạc, nên là có những cái thể loại này phù hợp với người này, có những thể loại này phù hợp với người kia, nên là cũng mong hy vọng là anh em thông cảm ha. Và cũng vì lý do bản quyền nên là đa phần là nhiều bản nhạc hay thì mình không thể mở được, mình kênh sẽ bị báo bản quyền và anh em khi đó anh em sẽ không nghe được tiếng nữa, nên là mình buộc phải dùng một số cái bản nhạc quen thuộc mà mình hay test trên kênh, cũng mong là anh em thông cảm ha. Đó rồi ok, bây giờ thì anh em cùng nghe thử xem là cái âm thanh từ những cái cặp loa 603F đây, 603F và 605ZQ trên thùng loa này đó, và cái cặp chép này là chép GTO 609, thì nghe nó sẽ như thế nào ha. Rồi anh em cùng nghe thử nhé.
Thank you.
rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Ok, anh em đã nghe được rồi. Chắc là anh em chắc chắn là sẽ có cái cảm nhận riêng của mình. Thì mình sẽ không nói gì thêm nữa. Nếu như anh em mà thấy video hay, thấy chia sẻ của mình hữu ích, thì có thể ấn like và ấn đăng ký để tiếp thêm cái động lực cho mình. Thứ hai nữa là nếu như anh em nào mà có nhu cầu ủng hộ, hoặc là những anh em nào có nhu cầu mà lắp đặt xe á, thì có thể ủng hộ bên mình ha. Còn nếu như mà anh em có thể là đã từng lắp đặt ở bên chỗ đơn vị khác rồi, hoặc là mua đơn vị khác cần tư vấn, mình vẫn sẵn sàng chia sẻ với anh em, vẫn sẽ sẵn sàng hỗ trợ với anh em về những cái kiến thức cơ bản. Còn riêng cái việc lắp đặt thì mình mù tịt, nên là mình sẽ không thể hỗ trợ anh em được. Tức là mình sẽ chỉ cung cấp loa thôi. Đó. Và nếu như một số tỉnh thành mình có biết được một số cái đơn vị nào lắp ok á, khách của mình, khách sỉ á, họ gara họ lấy chẳng hạn, thì mình sẽ giới thiệu anh em qua đó, thì anh em có thể lắp, thì có thể cái chi phí nó cũng bớt đi, chứ còn mình sẽ không có hỗ trợ lắp đặt được. Đó, anh em thông cảm giùm ha, tại mình không có kiến thức về xe hơi, tức là sẽ không có kỹ thuật, cũng không có những cái thiết bị để mà lắp đặt được, anh em thông cảm giùm. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau.